Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón cư bác anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập hành trình, những người làm chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cư bác anh chị có được vận trình bể trên ban phúc, đón cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe thần kỳ, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh được Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh được Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh được Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh được Tử Vi muốn gửi tới quý bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, hốt trọn lộc trời, trúng số liên tiếp, tiền vàng nhét nước két, cuối năm đổi đời giàu có vô địch thiên hạ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất vui khi lại được đồng hành cùng các bạn trong hành trình khám phá tử vi phong thủy hôm nay. Đầu tiên, xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng những dự định của bạn trong tương lai sẽ luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Thưa quý vị, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 là những người mang trong mình bản chất mạnh mẽ, kiên định và đầy quyết tâm. Cuộc đời của bản mệnh không thiếu những giai đoạn khó khăn, nhưng với ý chí bền bỉ, tuổi Giáp Dần luôn tìm được cách vượt qua thử thách và vươn lên thành công. Có thể nói, mỗi thách thức trong cuộc sống chính là cơ hội để bản mệnh trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Giáp Dần sẽ tiếp tục đối mặt với những thăng trầm, nhưng song hành với đó là vô số cơ hội đáng quý. Đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và tài lộc, đây là thời điểm bản mệnh có thể đón nhận những vận may lớn, những cơ hội thăng tiến trong công việc và mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, cũng không thể thiếu những thách thức liên quan đến mối quan hệ xã hội và sức khỏe, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm khi áp lực công việc tăng cao. Cuộc đời giống như một dòng sông, luôn chảy qua những khúc quanh, và mỗi khúc quanh ấy mang đến những cơ hội mới. Những người biết cách thích nghi, thay đổi và lắng nghe dòng chảy của cuộc sống sẽ luôn biết cách tận dụng thời điểm thuận lợi để tiến bước, và quan trọng hơn cả là tìm ra được sự bình an trong lòng mình giữa muôn vàn biến động. Bước vào 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Dần sẽ có cơ hội để đột phá trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, vận may sẽ chỉ đến với những ai biết nắm bắt và hiểu rõ mình đang cần làm gì. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cụ thể về những cơ hội mở ra trong sự nghiệp, tài chính cũng như cách hóa giải những thách thức vận hạn. Đây cũng là lúc để bản mệnh tìm ra con đường đi vững chắc nhất, để không chỉ đạt được thành công trong công việc, mà còn đảm bảo hạnh phúc trong gia đình và sức khỏe. Xin mời quý vị cùng chúng tôi đi sâu hơn vào nội dung tử vi tuổi Giáp Dần để cùng nhìn nhận rõ hơn về tương lai và chuẩn bị cho mình những chiến lược tốt nhất. Hé lộ chấn động, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 hốt trọn lộc trời, trúng số liên tiếp tiền vàng nhét nước két, cuối năm đổi đời, giàu có vô địch thiên hạ. Thưa quý vị, người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thuộc mệnh đại khê thủy, nước suối lớn, mang trong mình dòng năng lượng của sự dẻo dai, kiên cường và luôn tìm kiếm sự phát triển không ngừng. Trong 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của bản mệnh sẽ có nhiều biến chuyển tích cực, nhưng đi kèm với đó là những thách thức cần phải vượt qua. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng tháng để hiểu rõ hơn về vận mệnh của bạn trong thời gian này. Cụ thể, trong tháng 9 âm lịch, công việc phát triển ổn định, tài lộc khởi sắc, nhưng cần cẩn trọng trong đầu tư tài chính. Bắt đầu từ tháng 9 âm lịch, tuổi Giáp Dần sẽ cảm nhận được sự ổn định trong công việc. Đây là thời điểm mà những nỗ lực trong thời gian trước đó bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Nếu bản mệnh đang làm việc trong môi trường doanh nghiệp, những dự án quan trọng sẽ có tiến triển tích cực, giúp bạn củng cố vị thế của mình trong tổ chức. Với những ai đang kinh doanh, tháng 9 là thời gian tốt để duy trì và phát triển hoạt động. Tuy nhiên, vẫn cần sự thận trọng trong việc mở rộng quy mô. Về phương diện tài chính, tháng 9 cho thấy dấu hiệu khởi sắc, thu nhập của bản mệnh có thể tăng lên nhờ những khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh trước đó. Tuy nhiên,
Điều đáng lưu ý là tuổi Giáp Dần cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tài chính, đặc biệt là khi xem xét các cơ hội đầu tư mới, những dự án có tính rủi ro cao hoặc không rõ ràng, có thể dẫn đến tổn thất không đáng có. Lời khuyên cho tháng 9 âm lịch, bản mệnh nên tập trung vào những dự án đã có nền tảng vững chắc, tránh những quyết định đầu tư bốc đồng hoặc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Hãy luôn giữ sự tỉnh táo và phân tích kỹ lưỡng trước mỗi cơ hội đầu tư. Đây cũng là thời gian phù hợp để bản mệnh học hỏi thêm kiến thức về quản lý tài chính và đầu tư dài hạn. Tháng 10 âm lịch, tài lộc thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc, nhưng cần lưu ý về các mối quan hệ xã hội. Bước vào tháng 10 âm lịch, vận may tài chính của tuổi Giáp Dần thực sự bùng nổ. Đây là giai đoạn mà bản mệnh có thể đón nhận những khoản thu nhập lớn từ các khoản đầu tư, kinh doanh hoặc thậm chí là những nguồn thu nhập bất ngờ. Những nỗ lực trong công việc cũng bắt đầu gặt hái được thành công đáng kể, giúp bản mệnh cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định tài chính của mình. Tuy nhiên, điều cần lưu ý trong tháng này là bản mệnh không nên quá đắm chìm vào sự thành công mà quên đi những mối quan hệ xã hội xung quanh. Sự nghiệp khởi sắc có thể dẫn đến việc bản mệnh bỏ bê hoặc lơ là các mối quan hệ đồng nghiệp hoặc bạn bè. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có và làm ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của bản mệnh. Lời khuyên cho tháng 10, hãy tận dụng thời điểm tài lộc thăng hoa này để củng cố các mối quan hệ xã hội, xây dựng thêm mạng lưới hợp tác trong công việc. Đồng thời, đừng quên giữ sự khiêm tốn, lắng nghe ý kiến của người khác và tránh xa những mâu thuẫn không đáng có. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ phát triển tốt hơn nếu bản mệnh biết cách giữ gìn và nuôi dưỡng những mối quan hệ xung quanh. Tháng 11 âm lịch, gia đình êm ấm, mối quan hệ xã hội được củng cố, sức khỏe ổn định. Tháng 11 âm lịch là thời điểm mà tuổi Giáp Dần có thể tận hưởng sự bình yên và ổn định trong cuộc sống gia đình sau những tháng ngày tập trung cho công việc và tài chính. Tháng này, bản mệnh sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho gia đình và người thân, gia đình yên ấm. Các mối quan hệ trong gia đạo trở nên khăng khít hơn, đặc biệt là khi bản mệnh biết cách chia sẻ và lắng nghe những người thân yêu. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội cũng được củng cố mạnh mẽ trong tháng này. Những xung đột hoặc hiểu lầm trong công việc và cuộc sống sẽ dễ dàng được hóa giải, tạo nên sự hài hòa và thuận lợi cho bản mệnh trong cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Về sức khỏe, tháng 11 âm lịch không có dấu hiệu nào quá nghiêm trọng. Bản mệnh sẽ duy trì được sự ổn định về thể lực và tinh thần, nhưng cũng cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất và tập luyện thể thao đều đặn. Lời khuyên cho tháng 11, đây là thời gian thích hợp để củng cố và làm mới các mối quan hệ gia đình và bạn bè. Hãy dành thời gian chăm sóc những người thân yêu, đồng thời mở rộng mối quan hệ xã hội, vì điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của bạn trong tương lai. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe bằng cách duy trì chế độ sinh hoạt điều độ. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với nhiều thành tựu, nhưng cần chú ý đến sức khỏe và gia đạo. Tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng của năm, và đây cũng là thời điểm mà bản mệnh Giáp Dần có thể nhìn lại những thành tựu mình đã đạt được trong suốt cả năm. Tháng này sẽ mang lại cho bạn cảm giác hài lòng khi nhìn thấy công sức của mình được đền đáp xứng đáng. Những dự án, kế hoạch mà bản mệnh theo đuổi sẽ mang lại thành quả đáng kể, giúp bạn kết thúc năm một cách thành công. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình. Tháng 12 là thời điểm áp lực công việc tăng cao, có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí là kiệt sức. Ngoài ra, gia đạo cũng là một vấn đề cần quan tâm trong tháng này. Những xung đột nhỏ trong gia đình có thể xuất hiện do sự bận rộn trong công việc của bản mệnh. Lời khuyên cho tháng 12, hãy biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm gia đình. Đây là thời gian quan trọng để bạn dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng và chuẩn bị tinh thần cho những thử thách mới trong năm tới. Nhìn chung, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội lớn cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa các cơ hội này, bản mệnh cần phải giữ vững sự cẩn trọng, tỉnh táo và kiên nhẫn trong mọi quyết định, đồng thời không nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe và duy trì sự thuận trong gia đình. Một tâm thế cân bằng, tỉnh táo sẽ giúp bản mệnh vượt qua mọi thử thách và đón nhận một năm mới thành công, hạnh phúc. Chi tiết tử vi từng phương diện trong cuộc sống của Giáp Dần sinh năm 1974. Xin kính chào quý vị khán giả,
Trong phần này chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích chi tiết từng phương diện quan trọng của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong 4 tháng cuối năm 2024. Sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên tất cả đều sẽ có những biến động quan trọng mà bản mệnh cần chú ý. Hãy cùng khám phá để có cái nhìn sâu sắc hơn và đưa ra những quyết định đúng đắn cho tương lai. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp thời điểm mở rộng nhưng cần thận trọng trong quyết định lớn. Trong 4 tháng cuối năm, sự nghiệp của tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Đây là giai đoạn mà bản mệnh có cơ hội mở rộng quy mô công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Những dự án mà bản mệnh đã xây dựng trong thời gian trước đó sẽ bắt đầu có tín hiệu tốt, mang lại những bước đột phá đáng kể. Đối với những người đang làm việc trong môi trường công ty hoặc tổ chức, tháng 9 và 10 là thời điểm thuận lợi để thực hiện những kế hoạch lớn hoặc tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Bản mệnh có thể được giao phó những nhiệm vụ quan trọng, mở ra cơ hội để thể hiện bản thân và tạo dấu ấn trong mắt cấp trên. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn toàn suôn sẻ. Bản mệnh cần đặc biệt thận trọng trong các quyết định lớn, đặc biệt là khi liên quan đến các hợp đồng hoặc thỏa thuận với đối tác. Thời điểm này tuy thuận lợi, nhưng cũng có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Nếu không kiểm soát tốt, bản mệnh có thể gặp phải những vấn đề không mong muốn, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc và sự nghiệp. Lời khuyên, lập kế hoạch chi tiết cho từng bước tiến trong sự nghiệp, không nên đưa ra quyết định quá nhanh chóng hoặc thay đổi đột ngột. Điều quan trọng là bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định lớn, tránh để những yếu tố bên ngoài tác động đến lựa chọn của mình. Hãy luôn duy trì tinh thần kiên nhẫn và phân tích cẩn thận mọi tình huống, tránh để cảm xúc chi phối trong các cuộc đàm phán hoặc hợp đồng lớn. Về phương diện tài lộc, tài chính thăng hoa nhưng cần quản lý khéo léo. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tài lộc của tuổi Giáp Dần sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 12. Đây là những thời điểm mà các khoản đầu tư và kinh doanh của bản mệnh sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp tăng thu nhập và củng cố tài chính cá nhân. Nếu bản mệnh đã tham gia các dự án kinh doanh hoặc đầu tư từ trước, thì tháng 19 là thời điểm bản mệnh có thể thu hoạch những thành quả đầu tiên. Tháng 12 âm lịch cũng là một tháng may mắn về tài chính. Những nguồn thu nhập lớn đến từ các khoản lợi nhuận, các giao dịch thành công sẽ giúp bản mệnh khép lại năm 2024 với tài chính dồi dào. Tuy nhiên, cũng cần phải cẩn thận, bởi tài lộc dồi dào không có nghĩa là bạn có thể chi tiêu thoải mái mà không lo đến kế hoạch dài hạn. Lời khuyên, mặc dù tài lộc dồi dào, bản mệnh cần quản lý tài chính một cách cẩn thận, tránh lãng phí hoặc đầu tư vào những dự án không có sự chắc chắn. Việc tích lũy tài sản và xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn sẽ giúp bản mệnh đảm bảo sự ổn định về sau, đầu tư vào các dự án ổn định, có tính an toàn cao thay vì chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Đây là thời điểm để bản mệnh củng cố tài chính cá nhân và hướng tới sự phát triển bền vững. Về phương diện sức khỏe, phương diện sức khỏe ổn định nhưng cần đề phòng căng thẳng và mệt mỏi. Về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Dần sẽ duy trì được sự ổn định trong phần lớn thời gian của 4 tháng cuối năm. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần chú ý đến những thời điểm có thể gây ra căng thẳng và mệt mỏi, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 11. Đây là những thời điểm mà công việc dồn dập, áp lực tài chính và trách nhiệm trong gia đình có thể khiến bản mệnh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Tháng 9, công việc phát triển mạnh nhưng cũng đi kèm với những thử thách lớn, có thể khiến bản mệnh gặp phải tình trạng căng thẳng, mất ngủ hoặc suy giảm sức khỏe. Tháng 11, dù mọi việc có vẻ ổn định hơn, nhưng nếu bản mệnh không chú ý duy trì lối sống lành, mạnh sức khỏe vẫn có thể bị ảnh hưởng tiêu cực. Lời khuyên, duy trì một lối sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và ngủ đủ giấc để giữ cho cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Hãy biết cách giảm căng thẳng thông qua việc tập yoga, thiền định, hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo thành công lâu dài. Về phương diện tình duyên và gia đạo, điểm sáng trong những tháng cuối năm, về phương diện tình duyên và gia đạo, 4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm mà bản mệnh có thể cảm nhận được sự êm ấm và hài hòa trong gia đình. Tháng 11 là giai đoạn đặc biệt thuận lợi để bản mệnh củng cố mối quan hệ gia đình, hàn gắn những rạn nứt nhỏ nếu có và tạo nên sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa các thành viên trong nhà. Đối với những người đang trong một mối quan hệ tình cảm,
Tháng 11 cũng là thời điểm tốt để thúc đẩy tình cảm, tạo ra những kỷ niệm đẹp và cùng nhau xây dựng tương lai. Bản mệnh sẽ cảm thấy tình cảm, gia đình và mối quan hệ xã hội đều được củng cố, mang lại cho bạn cảm giác bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong tháng 12, áp lực từ công việc có thể khiến bản mệnh đôi khi bỏ bê gia đình, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Điều quan trọng là bản mệnh cần biết cách cân bằng giữa công việc và tình cảm, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn để duy trì sự hòa thuận. Lời khuyên: dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và người thân, một bữa cơm ấm cúng, một buổi dạo chơi cùng gia đình có thể giúp giải tỏa mọi căng thẳng và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ. Đối với những ai đang trong một mối quan hệ tình cảm, hãy tận dụng thời gian cuối năm để chia sẻ và xây dựng thêm sự gắn kết với người yêu hoặc bạn đời. Điều này không chỉ giúp tình cảm thêm bền chặt mà còn là nền tảng vững chắc cho tương lai. Nhìn chung, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, bản mệnh cần thận trọng trong các quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp và tài chính, đồng thời chú ý chăm sóc sức khỏe và duy trì mối quan hệ gia đình hòa thuận. Một tâm thế cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân sẽ giúp bản mệnh tận dụng tốt nhất mọi cơ hội, đồng thời duy trì được sự hài hòa và hạnh phúc trong cuộc sống. Tiếp theo, Minh Đường Tử Vi sẽ chỉ cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc. Xin chào quý vị khán giả. Sau khi đã tìm hiểu về các cơ hội cũng như thử thách mà tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ đối mặt trong 4 tháng cuối năm 2024, chúng ta không thể bỏ qua những phương pháp quan trọng để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc trong phần này. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn những biện pháp cụ thể và thiết thực giúp bản mệnh vượt qua khó khăn và tận dụng tối đa vận may để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Thứ nhất, sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và hóa giải vận hạn. Phong thủy là một trong những công cụ hiệu quả nhất để điều chỉnh năng lượng xung quanh, giúp bản mệnh thu hút tài lộc và xua tan những vận hạn không mong muốn. Dưới đây là một số vật phẩm phong thủy phù hợp với tuổi Giáp Dần, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực và hóa giải vận hạn. 1. Thạch anh vàng. Thạch anh vàng được biết đến là loại đá có khả năng thu hút tài lộc và mang lại sự thịnh vượng, đặc biệt trong 4 tháng cuối năm. Bản mệnh Giáp Dần có thể đeo vòng tay thạch anh vàng hoặc đặt một viên đá thạch anh vàng trên bàn làm việc để kích hoạt năng lượng tài chính. Thạch anh vàng không chỉ giúp tăng cường khả năng quản lý tài chính, mà còn giúp bản mệnh đối mặt với những quyết định kinh doanh khó khăn một cách sáng suốt hơn. Đặt thạch anh vàng tại những vị trí quan trọng trong nhà, như phòng khách hoặc nơi làm việc cũng giúp tăng cường dưỡng khí, tạo điều kiện thuận lợi cho bản mệnh trong mọi hoạt động tài chính. 2. Tỳ hưu. Tỳ hưu là biểu tượng của sự giàu có và bảo vệ tài sản trong phong thủy. Đặc biệt tỳ hưu có khả năng thu hút tiền bạc và ngăn chặn năng lượng xấu. Bản mệnh Giáp Dần nên đeo vòng tay tỳ hưu hoặc đặt tỳ hưu trong không gian sống để tăng cường tài vận. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tỳ hưu là một linh vật phong thủy mạnh mẽ, nên được đối xử với sự kính trọng và không để nó ở những nơi ẩm ướt hay tối tăm. Khi đặt tỳ hưu trong nhà, hãy chú ý hướng đặt sao cho tỳ hưu quay đầu ra phía cửa chính hoặc cửa sổ để hút tài lộc từ bên ngoài vào. 3. Dòng đá mã não. Dòng đá mã não là một vật phẩm phong thủy giúp bảo vệ bản mệnh khỏi những năng lượng tiêu cực và mang lại sự ổn định trong cuộc sống. Dòng mã não không chỉ hỗ trợ về tài lộc mà còn giúp bản mệnh Giáp Dần duy trì sự bình tĩnh trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Khi những quyết định tài chính quan trọng có thể gây ra căng thẳng, mã não sẽ giúp bản mệnh giảm bớt áp lực và đưa ra lựa chọn chính xác hơn. Dòng mã não cũng có tác dụng bảo vệ bản mệnh khỏi những tác động tiêu cực trong các mối quan hệ xã hội, giúp duy trì sự hài hòa và thuận lợi trong công việc. Thứ hai, anh chị hãy thường xuyên thực hiện nghi lễ cúng dường gia tiên để hóa giải vận hạn trong văn hóa tâm linh Việt Nam. Cúng dường gia tiên là một nghi lễ quan trọng giúp bản mệnh nhận được sự phù hộ từ tổ tiên, bảo vệ và hỗ trợ bản mệnh vượt qua khó khăn. Cúng dường gia tiên không chỉ giúp hóa giải vận hạn mà còn là cách để tích lũy phước đức, mang lại sự an lành cho bản thân và gia đình. 1. Thời điểm thực hiện nghi lễ tháng 9 và tháng 10 âm lịch là thời điểm bản mệnh Giáp Dần có thể gặp phải một số vận hạn liên quan đến công việc và tài chính. Vì vậy, việc thực hiện nghi lễ cúng dường gia tiên trong khoảng thời gian này là cực kỳ quan trọng. Bạn có thể chọn các ngày mùng 1, ngày rằm hoặc những ngày có ý nghĩa đặc biệt để tiến hành nghi lễ thắp hương, cầu xin tổ tiên phù hộ. 2. Cách thực hiện nghi lễ.
chuẩn bị một mâm cúng gồm hoa quả tươi, nến nhang và nước sạch. Hãy thắp hương với lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên và cầu xin sự bình an, phù hộ cho gia đình và bản thân. Khi thực hiện nghi lễ hãy giữ cho tâm hồn thanh tịnh, đồng thời thỉnh cầu những điều tốt đẹp nhất, hóa giải những vận hạn không mong muốn. Ngoài việc cúng dường ra tiên, bản mệnh cũng có thể tham gia các hoạt động thiện nguyện để tích lũy phước đức. Làm việc thiện không chỉ giúp giảm bớt nghiệp xấu mà còn tạo ra năng lượng tích cực, giúp bản mệnh thu hút thêm vận may và tài lộc trong cuộc sống. Thứ ba, tích phước đức thông qua việc làm thiện nguyện. Làm việc thiện là một trong những cách mạnh mẽ nhất để hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc. Bản mệnh tuổi Giáp Dần với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán, đôi khi có thể quên đi giá trị của lòng từ bi và sự giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, trong 4 tháng cuối năm 2024, việc làm thiện nguyện sẽ giúp bản mệnh không chỉ tích lũy phước đức mà còn thu hút những cơ hội tốt đẹp đến với cuộc sống. 1. Tham gia các hoạt động cộng đồng. Bản mệnh có thể tham gia các hoạt động từ thiện như quyên góp cho người nghèo, giúp đỡ trẻ em khó khăn, hoặc tham gia các chương trình tình nguyện để đóng góp cho xã hội. Việc này không chỉ giúp giải phóng năng lượng tiêu cực mà còn giúp bản mệnh cảm nhận được sự an lành và may mắn trong cuộc sống. 2. Hóa giải nghiệp xấu. Bản mệnh có thể gặp phải những vận hạn không mong muốn do nghiệp dấu từ quá khứ. Việc làm việc thiện sẽ giúp hóa giải những nghiệp này, đồng thời mở ra con đường mới đầy thuận lợi trong tương lai. Mỗi hành động tốt mà bản mệnh thực hiện sẽ góp phần tích lũy công đức và mang lại sự bình yên cho gia đình và bản thân. Lời khuyên cuối cùng, tâm an sẽ hóa giải mọi vận hạn. Bên cạnh các biện pháp phong thủy và tâm linh, điều quan trọng nhất mà bản mệnh Giáp Dần cần ghi nhớ trong 4 tháng cuối năm 2024 là luôn giữ cho tâm hồn mình được bình an. Tâm an là nền tảng của mọi thành công. Khi bản mệnh biết cách trì sự bình tĩnh, lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì mọi vận hạn đều có thể được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Hãy luôn nhớ rằng vận mệnh nằm trong tay bạn. Dù có gặp phải khó khăn hay thách thức nào, chỉ cần giữ vững niềm tin và luôn làm điều thiện thì chắc chắn tài lộc và may mắn sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Xin chào quý vị khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi. Cuộc sống không phải lúc nào vận may cũng song hành với chúng ta, đặc biệt là trong những giai đoạn chuyển giao quan trọng như 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, cũng không ngoại lệ. Mặc dù đây là thời điểm bản mệnh có nhiều cơ hội về sự nghiệp và tài lộc, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần phải tránh. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những điều tuổi Giáp Dần cần đặc biệt lưu ý để không rơi vào những sai lầm đáng tiếc. 1. Sai lầm trong đầu tư. Tránh các dự án có tính rủi ro cao, đặc biệt là trong tháng 9 và 10 âm lịch. Thưa bản mệnh Giáp Dần, trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tài chính của bạn có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội đầu tư và kinh doanh. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm dễ dẫn đến những sai lầm trong việc lựa chọn các dự án đầu tư, những khoản đầu tư có tính rủi ro cao, đặc biệt là những dự án mà bạn chưa tìm hiểu kỹ càng, có thể dẫn đến tổn thất tài chính không đáng có. Bản mệnh Giáp Dần vốn dĩ là người quyết đoán và không ngại thử thách. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, sự cẩn trọng là yếu tố quan trọng nhất. Những dự án kinh doanh mang tính rủi ro cao hoặc thiếu tính minh bạch có thể mang lại những kết quả không mong đợi, đặc biệt là khi thị trường tài chính có nhiều biến động khó lường. Lời khuyên, hãy cẩn thận với những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn nhưng thiếu minh bạch. Bản mệnh nên tập trung vào những dự án mà bạn đã có kinh nghiệm hoặc đã tìm hiểu kỹ càng. Trước khi đưa ra quyết định, hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính hoặc người có kinh nghiệm để đảm bảo rằng bạn không mắc phải sai lầm đáng tiếc. Đặc biệt trong tháng 9 và 10, hãy duy trì sự tỉnh táo và phân tích kỹ lưỡng các cơ hội tài chính. Hãy tránh xa những quyết định đầu tư dựa trên cảm xúc hoặc hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng vì điều này dễ dẫn đánh mất tài chính. 2. Xung đột gia đình. Tránh để công việc và căng thẳng ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đặc biệt là trong tháng 12 âm lịch. Trong 4 tháng cuối năm, công việc và trách nhiệm tài chính có thể khiến bản mệnh Giáp Dần cảm thấy áp lực, căng thẳng. Điều này dễ dẫn đến những xung đột trong gia đình, đặc biệt là trong tháng 12 âm lịch, thời điểm bận rộn nhất khi bạn phải giải quyết những dự án công việc và chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm. Gia đình là điểm tựa vững chắc cho bản mệnh trong mọi tình huống, nhưng nếu không cẩn thận, áp lực từ công việc và cuộc sống có thể làm nảy sinh những mâu thuẫn, hiểu lầm giữa các thành viên. Bản mệnh có thể trở nên khó tính, dễ cáu gắt khi đối mặt với những căng thẳng từ công việc, và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm gia đình. Lời khuyên,
hãy giữ cho mình sự bình tĩnh và cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đừng để những áp lực từ công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Bản mệnh cần dành thời gian chất lượng cho người thân, đặc biệt là trong những ngày cuối năm khi tình cảm gia đình là điều quan trọng nhất. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, hãy tìm đến những phương pháp giảm stress như thiền định, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi. Hãy luôn nhớ rằng, một gia đình êm ấm sẽ là nguồn động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc. 3. Lối sống thiếu khoa học, tránh thức khuya và căng thẳng kéo dài, duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Một trong những thách thức lớn nhất mà tuổi Giáp Dần sẽ đối mặt trong 4 tháng cuối năm 2024 chính là sức khỏe, khi công việc dồn dập và trách nhiệm trong gia đình tăng lên. Bản mệnh có thể rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, thức khuya để giải quyết công việc hoặc lo lắng về tài chính có thể khiến sức khỏe của bạn suy giảm nhanh chóng, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và tinh thần. Bản mệnh cần phải nhớ rằng, sức khỏe là yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự nghiệp và thành công lâu dài. Dù công việc có quan trọng đến đâu, nhưng nếu không duy trì được sức khỏe tốt, thì mọi thành quả bạn đạt được cũng trở nên vô nghĩa. Lời khuyên, đừng để công việc chiếm hết thời gian nghỉ ngơi của bạn. Bản mệnh cần phải duy trì chế độ sinh hoạt khoa học, bao gồm việc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tập thể dục đều đặn. Đặc biệt hãy tránh thức khuya quá nhiều vì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần của bạn. Nếu cảm thấy căng thẳng kéo dài, bản mệnh có thể tìm đến những hoạt động thư giãn như đi dạo, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các bài tập yoga để giải tỏa stress. Hãy luôn nhớ rằng một tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp bạn xử lý công việc hiệu quả hơn. 4. Cân nhắc kỹ trong các quyết định lớn, đừng để cảm xúc chi phối. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Dần sẽ có những quyết định lớn cần phải thực hiện, từ công việc cho đến tài chính và gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều khi đưa ra những quyết định này. Sự tự tin và quyết đoán của tuổi Giáp Dần thường mang lại thành công, nhưng đôi khi cũng có thể dẫn đến những sai lầm nếu bạn hành động mà không xem xét kỹ lưỡng cảm xúc, đặc biệt là khi bản mệnh đang chịu áp lực từ nhiều phía. Có thể là mở đi sự tỉnh táo và khả năng phán đoán. Đừng để những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, căng thẳng hoặc hối hận ảnh hưởng đến những quyết định quan trọng của bạn. Lời khuyên, trước mỗi quyết định lớn, hãy dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Nếu cần, hãy lắng nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm hoặc tham khảo lời khuyên từ chuyên gia. Hãy giữ cho mình một tinh thần tỉnh táo và sáng suốt, tránh để những cảm xúc nhất thời ảnh hưởng đến sự lựa chọn của bạn. Đôi khi, việc dành thêm thời gian để suy nghĩ có thể giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có. Hãy luôn sống tỉnh táo, kiên nhẫn và cân bằng cuộc sống. Nhìn chung, 4 tháng cuối năm 2024 là thời điểm mà tuổi Giáp Dần cần phải thật sự tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi quyết định. Công việc và tài chính tuy có nhiều cơ hội, nhưng nếu không được kiểm soát tốt, bản mệnh có thể rơi vào những tình huống khó lường. Hãy luôn nhớ rằng, sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và gia đình là chìa khóa để bản mệnh vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công bền vững. Thưa quý anh chị, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 thân mến, bản mệnh vốn là những người mang trong mình sự mạnh mẽ và quyết đoán. Tuy nhiên, cuộc đời của bản mệnh không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những thử thách và sóng gió đã không ít lần khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, nhưng với sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm, Giáp Dần đã vượt qua mọi trở ngại. Chúng tôi tin rằng, khi nhìn lại, bản mệnh có thể tự hào về những gì mình đã làm được, bởi mỗi bước đi dù khó khăn đến đâu cũng đều là nền tảng cho sự phát triển vững chắc trong tương lai. Nhìn lại quãng đường đã qua, chắc chắn tuổi Giáp Dần đã từng phải đối mặt với không ít khó khăn từ sự nghiệp, tài chính, cho đến cuộc sống gia đình. Có những giai đoạn công việc không suôn sẻ như mong đợi, khiến bản mệnh phải lao vào những cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ để bảo vệ sự ổn định tài chính và bảo vệ gia đình. Đôi khi những nỗ lực không được đền đáp ngay lập tức gây ra những cảm giác chán nản và thất vọng. Nhưng nếu dừng lại và nhìn lại chặng đường đã qua, bản mệnh có thể thấy rằng tất cả những thử thách ấy chỉ là những bài học để rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn. Cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ, và trong hành trình ấy, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là cách bản mệnh đối mặt với những khó khăn đó. Mỗi lần vượt qua một thách thức, bản mệnh không chỉ nhận được những bài học quý giá mà còn có thêm niềm tin vào bản thân. Bản mệnh đã chứng minh rằng, với sự kiên nhẫn và quyết tâm, không có thử thách nào là không thể vượt qua. Hãy nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn,
những khó khăn đã giúp bản mệnh trở nên kiên cường hơn, và mỗi trải nghiệm đều mang lại giá trị lớn lao trong hành trình trưởng thành. Đừng để những thất bại nhỏ ngăn cản bản mệnh tiến lên, bởi mỗi lần vấp ngã chính là cơ hội để bản mệnh học hỏi và cải bản thân, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, chìa khóa để tìm thấy sự bình an. Trong cuộc sống hiện đại, đặc biệt với những người tuổi Giáp Dần luôn hướng đến sự nghiệp và thành công, việc đặt công việc lên hàng đầu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại dẫn đến sự mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Bản mệnh có thể dễ dàng bị cuốn vào những dòng xoáy công việc mà quên đi giá trị của sự nghỉ ngơi và niềm vui trong cuộc sống gia đình. Thời điểm cuối năm 2024 là lúc bản mệnh cần xem xét lại sự cân bằng này. Sự nghiệp quan trọng, nhưng sức khỏe và hạnh phúc gia đình cũng không kém phần quan trọng. Khi bản mệnh biết cách điều chỉnh giữa công việc và cuộc sống cá nhân, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự bình an từ bên trong, và điều này sẽ giúp bản mệnh đối mặt với mọi khó khăn một cách dễ dàng hơn. Lời khuyên, hãy học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Dù công việc có đòi hỏi bao nhiêu thời gian, hãy luôn dành những khoảng thời gian cho gia đình và cho bản thân. Việc chăm sóc bản thân và dành thời gian bên gia đình không chỉ giúp bản mệnh có tinh thần thoải mái hơn, mà còn là cách để bản mệnh tái tạo năng lượng, chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách trong công việc. Kiểm soát cảm xúc cũng là yếu tố quan trọng, đừng để những căng thẳng trong công việc ảnh hưởng đến các mối quan hệ cá nhân. Khi bản mệnh biết cách kiểm soát cảm xúc, bản mệnh sẽ giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, tận dụng các cơ hội nhỏ để tạo ra thành công lớn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, bản mệnh tuổi Giáp Dần sẽ thấy rõ rằng không phải mọi thành công đều đến từ những cơ hội lớn. Đôi khi những thay đổi nhỏ trong cuộc sống cũng có thể mang lại những kết quả tích cực bất ngờ. Đừng coi thường những cơ hội nhỏ, vì chính những cơ hội này sẽ là nền tảng để tạo nên những bước tiến lớn hơn trong tương lai. Bản mệnh đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng chính điều đó đã rèn luyện bản mệnh trở thành người kiên nhẫn và biết trân trọng những giá trị nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy luôn mở rộng tầm nhìn để nhận ra những cơ hội xung quanh. Những thành công không đến từ việc chờ đợi may mắn, mà đến từ việc tận dụng những cơ hội, dù là nhỏ nhất. Lời khuyên, đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ bé. Đôi khi một thay đổi nhỏ trong công việc hay một mối quan hệ mới có thể mang lại những bước đột phá lớn. Hãy luôn sẵn sàng nắm bắt cơ hội và tin rằng mỗi bước tiến nhỏ đều mang lại giá trị lớn trong tương lai. Tinh thần lạc quan cũng là yếu tố quan trọng để bản mệnh vượt qua khó khăn. Khi bản mệnh giữ được niềm tin vào tương lai và nhìn nhận mọi việc với tinh thần tích cực, thành công sẽ dần đến với bạn, duy trì sự lạc quan và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Cuối cùng, bài học lớn nhất mà tuổi Giáp Dần cần nhớ trong 4 tháng cuối năm 2024 chính là duy trì tinh thần lạc quan và tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng điều quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện với những biến cố và thử thách. Bản mệnh tuổi Giáp Dần là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi chính sự mạnh mẽ đó khiến bản mệnh cảm thấy áp lực khi phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào bản mệnh cũng cần phải hoàn hảo. Hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi và tìm kiếm sự bình an từ bên trong. Lời khuyên, hãy duy trì tinh thần lạc quan trong mọi tình huống. Dù có đối mặt với khó khăn gì, bản mệnh cần luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, và thành công đang chờ đón bạn ở phía trước. Tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn không chỉ giúp bản mệnh giảm bớt căng thẳng mà còn là chìa khóa để tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bản mệnh có thể tìm đến các hoạt động như thiền định, yoga hoặc đơn giản là dành thời gian cho những sở thích cá nhân để cân bằng cuộc sống. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tuổi Giáp Dần có thể thấy rằng dù cuộc sống đầy những thăng trầm, nhưng sự kiên nhẫn và quyết tâm luôn là chìa khóa để vượt qua mọi khó khăn. Hãy tiếp tục bước về phía trước với niềm tin vào bản thân, duy trì sự cân bằng và luôn sống tích cực. Tương lai sẽ mang đến cho bản mệnh những cơ hội lớn hơn, những thành công đáng tự hào hơn. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hành trình phân tích chi tiết tử vi cho tuổi Giáp Dần sinh năm 1974, trong 4 tháng cuối năm 2024. Nhìn chung, đây là một khoảng thời gian đầy triển vọng với nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp và tài lộc. Bản mệnh Giáp Dần sẽ có những thời điểm bùng nổ về tài chính, đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 12, sự nghiệp của cũng có những bước tiến đáng kể, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, đừng quên rằng sức khỏe và gia đình cũng cần được đặt lên hàng đầu. Bản mệnh cần chú ý,
đến việc duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, tránh căng thẳng quá độ và luôn chăm sóc bản thân. Cũng như những người thân yêu, hãy tận dụng những cơ hội nhỏ để tạo ra những thành công lớn, nhưng cũng đừng quên dành thời gian để thư giãn và tìm kiếm niềm vui từ những điều đơn giản. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy chia sẻ video với bạn bè, người thân để họ cùng có thêm những thông tin quý giá. Đừng quên để lại bình luận và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi để nhận thêm những thông tin tử vi phong thủy hữu ích trong thời gian tới. Chúng tôi rất mong tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong những video sắp tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.